Hello, xin chào tất cả các bác đến video tiếp theo. Chúc các bác một ngày mới làm việc thật là vui vẻ nha. Trong cái video lần này thì em giới thiệu cho các bác về cái con Yanma F210. Xe rất là mới, còn len ken, hàng bãi mới về nha các bác. Chưa dọn rửa gì hết, chỉ mới lắp ráp vào cho nó hoàn chỉnh. Hiện tại thì con này đã bán giao lái rồi, nhưng mà em sẽ review sơ cho các bác xem về cái xe nguyên trinh đẹp, chưa rửa, chưa dọn là nó sẽ như thế nào. Mời các bác cùng đón xem video này. Các bác biết sao mà hôm nay em chia sẻ cho các bác về cái xe nhỏ này không? Tại vì nhiều bác nói là làm về cái gì, mấy cái view, mấy cái xe nhỏ này cho các bác tham khảo á, thì những cái dòng xe nhỏ này đa số hầu như về á thì em bỏ sỉ là nhiều, bán gọi là bán sỉ, bán lái lại đấy, không có dọn gì nhiều, chỉ có lắp ráp vào cho nó hoàn chỉnh rồi sau đó là bóc lên xe thôi nha các bác. Con này thì còn rất là đẹp, nước sơn rinh nè, những cái mã số mà nó ghi ở trên này nè các bác ha, rất là mới. Đó, các bác cảm nhận nước sơn rin, cái này là chưa đánh bóng nhiều quá, chưa đánh bóng 100% rồi. Đó, những con xe bé như thế này thì nó được trang bị cái lớp trước rất là nhỏ, 612, lớp còn rất là bóng nhiều quá, cao su mà nó còn bóng, cái này còn đen luôn. Các bác nhìn thấy những cái con ốc này nè, chúng ta chưa rửa ra mà nó đẹp luôn, còn đất rồi bám luôn đầy trên xe luôn các bác không? Rồi mới. Thông số lốp sau của nó sẽ được đi thông số là 8324, vỏ chân nai đời mới, cái này là em gọi là vỏ chân nai nha, đời mới, không có một vết nứt với đạn nha, không phải chiếm phía sau nè, thủy lực phía sau rất là đẹp nha các bác nha. Con này thì chỉ mới chạy 742 giờ, số cơ ben cơ hoàn toàn, hệ thống đèn xi nhan rồi còn đầy đủ nha các bác, chìa khóa luôn nè, nổ máy rất là ngon. Bây giờ nha, đó, máy nổ rất là êm. Cái con những cái con xe đời mới sau này á, có nhiều con xe á nó sẽ không được trang bị cái máy che phía trên, mà nó sẽ được trang bị cái khung này chống lật. Đó, đây là các bác xem này, những cái ký hiệu, những cái mã xe của nó nè. Đó, khi mà lật xuống á là nó sẽ có cái cây này đỡ nè, không để ảnh hưởng tới tai nạn tới người nè. Đó không, xe nè. Đó. Đó. Thì bên này nó sẽ được trang bị là hệ thống phay BTO 3 số. Tầng nhanh chậm 1 2 3 của số chạy. Bên này sẽ có 4 số chạy. Ở này sẽ cần tới lui trên này, tới lui đó. Về cái phần trước này của nó thì nó sẽ được trang bị hai cái đèn xi nhan, hai đèn trước, đèn hậu trước, bình rinh theo xe luôn các bác nè. Ta sẽ mở ra những cái phần bên trong. Phần máy của nó, động cái này của nó sẽ được trang bị cái máy là 3T78, piston 78 ly. Mã lực của nó là 21 HP. Trang bị động cơ 3 máy. Gió nó sẽ trang bị này. Còn nước phân này, nước xanh nó có này. Của nó rất là êm nè, sầu nè các bác thấy nè, sầu số nè, cô giáo nè các bác thấy, lọc nhớt ben nó được trang bị phía dưới này, thùng dầu của nó chứa chắc khoảng tầm 2-30 lít thì bác nằm ngay đây. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem bên này, bên đây sẽ nổ máy thử. Nghe đây chứ máy nổ, máy nổ rất là êm, xả còn có tiếng khói luôn nè.
xã này không có tiếng khói ra luôn. Nè, nổ lên cái cây đó do mình chưa siết ốc lại, nó rè nghe hơi khó chịu một tí. Hệ thống đèn xi nhan có báo phải không? Đèn xi nhan còn đầy đủ. Đèn trước nè, khi chúng ta bật lên nè, bớt pha ra đàng hoàng nè. Đó, các bác thấy không, rất là đẹp. Bớt đèn nè, xi nhan sau nè. Chúng ta sẽ đến phần xi nhan bên này nữa nè các bác nè. Đây, đó, hệ thống xi nhan là còn đầy đủ nè các bác. Đó, phần bên nè, bên thủy lực rồi lên nè các bác nè. Bên vọng nó còn rất là ok. Đó, đây xuống này cho nó nè. Này nó có cái đuôi sới đè vào nó mới hạ xuống được. Đó, đây cái phần xuống tới DTO nè. Ok nè. Xuống tới nè. Quay DTO nè, xuống tới nè. Rất là đẹp. Con này thì nó là đùi, thường nó được trang bị hệ thống đùi như thế này. Em cũng gần nữa là tại vì các bác cần phải làm như thế này. Đó, em quay cho các bác xem. Đồ nó đều nó quay hoạt động đi chẳng. Giờ bắt đèn lên, đèn xi nhan, đèn nữa nha các bác, đèn còn rất là nghiêm chỉnh nha. Mấy tiếng máy nổ rất là êm. Con này thì nó sẽ thích hợp cho những bác nông dân làm vườn, gia đình có cày bừa xới, ít đất, rất là ok và thích hợp nha. Thấy một con xe đẹp như thế này, giá thì em không thể tiết lộ trên đây được, tại vì con này em đã bán rồi nha các bác nha, bác thông cảm. Con này sẽ được về với chủ mới ở ngoài Bắc, thì giá người ta bán lại bao nhiêu thì mình không biết. Đó, các bác nào bây giờ thử chạy cho các bác xem nè, không thử chạy tới chạy lui tí cho các bác xem nha. Ok ok. Đó, còn vào số để chạy tới nè các bác. Đó, nghe cái được, nghe cái này cho các bác thấy không, rất là êm. Số trên bộ lăng nè các bác, số này nè, rất là êm, các bác thấy không. Thật sự các bác, rất là êm. Nếu mà có đuôi sới vào nó cũng bóc đầu được luôn. Rất là tuyệt vời. Ồn quá tại vì nó rè. Có cái thanh trên này nè, chưa có được siết ốc ở chỗ này lại nè. Vì cái này còn chắc về ngoài, đóng về ngoài Hà Nội nên rồi. Cái này sẽ được tháo ra. Hệ thống vành được. Nước sơn rinh rất là trắng. Rửa ra rất là đẹp nhau thôi. Sơn rất là đẹp. Đây. Thì con xe này cũng chỉ giới thiệu tới đây thôi. Nó không có cái gì để cho chúng ta phải tìm hiểu nhiều xa hơn. Đó, xin chào các bác, hẹn các bác trong video tiếp theo. Rồi, xin chào tạm biệt các bác.